Có cái gì rồi? Biết Lớn này dưới nhỏ này. một chỗ lên có thể chương trình thả lưới bắt cá ngày lễ. Anh em mới này thả lưới, giờ là đi thu lưới kiếm cá về nấu cơm chiều. Kêu là hai chú đã bắt trộm được hai con cá. Bữa nay mày đợp được cá nào rồi? Tao không bắt giặc rồi, vừa coi coi. Cây à? Hơn cực ký á. Đã được một chú cá mõm trâu đen. Đó. Bây giờ phá, được. Có một trâu lên rồi. To. 2 ký ạ. Quay đi Trình à. Quay nó cha. Đó. Quay cả mặt mình qua đi cho nó thấy. Mè nặng một quay mình đây. Mặt lồ. Cái lửa sẽ được chất phải trong. Rạch lưới, cá gỗ, cá gỗ. Nó bay cầm cây đập tôi cá dưới kia chạy hết lên ngược đây đi. Lần thua nặng quê thành chưa chạy. Không biết bơi mới đập. Ui trời ơi. Nó dính rồi đó. Dính nó mới vẫy kiểu đó đó. Dính rồi nó vẫy. Dính lưới mà nó vẫy được kiểu đó không? Bây giờ nó chạy ra, bây giờ nó chạy ra dính lưới gì? Con nó bị điện đó. Rồi có nhìn lửa thôi. Con cá chậm á. Có nhìn lửa này đâu. Có chứ. Cá gì ta? Hổng trâu lười biến á. Hổng trâu lười biến à? Ừ. Sao đột biến vậy? Lười biến chứ không phải đột biến đâu. Mõm trâu lười biến. Cá mõm trâu lười biến ác cái gì? Đồ gì vậy này là lãnh giả vân anh vô luôn đó. Thái bom.
này nè. Cá to nó nhảy nhảy đâu ta. Chị được cô mày. Chưa thấy đại ca nữa hả? Ủa cá quẩy 100 cái đó mà chưa nên bắt kìa. Đây cá nhỏ, nhỏ đúng cái ghê rồi hí. À, cá chạy qua trời trời. Gọi làm gì đây ta? Thằng khủng tử này nữa rồi. Con đại ca mà quay cái cho nó sướng tay kìa. Mỗi quýt có 10 kg ướt xe. Chỗ đốt cơm ấy luôn hả? Ôi đồ. Nó về và kêu bỏ đồ xuống đốt cơm luôn nữa kìa. Cái đồ mà đó. Con cao á. Mắm trâu. Sự anh em đây là con mắm trâu nha. Mắm trâu trắng. Có hai loại mắm trâu, một mắm trâu trắng. Đây là mắm trâu đen nè. Đó, còn đây là cá phá nè. Đó là mắm trâu trắng đó. Mình chưa lần tay đầu tiên đúng không? Đầu tiên chi tay này chứ đầu tiên gọi chi? Phóng vào đó sao? Chạy đâu ta, nó chạy rầm rầm lưới này đó. Nóng nữa cái gì đó, đó. Không có lưỡi thì đó thôi nè. Ô chứ. Nổ lưỡi đây luôn. Thuốc sâu. Trời ơi luôn. Lưới anh em thả bao vây. Trời ơi. Số trường à? Có thì tôi lấy có chứ. Trường quen mà.
đủ má ép và nóng vô được đây. Đó, rồi. Thở dữ vậy, kéo cá to sao thở dữ vậy? Cái to nó quay cho nó sướng. To có lắm đấy đúng không? Ôi sao có. Thăm thăm cái mép kia coi. Có đâu thăm. Mép trong về. Thăm đi chứ để gì nữa. Nhìn là biết không có cái gì rồi. Kia. Lớn này dữ nhỏ. Một chỗ lên có thể rộng nó ra chạy liếng lên nè. Chạy lý chứ hết. Dậu trên kia có không ta? Chà rồi. Giờ về chứ nữa. Giờ về chứ. Giờ về lại mày nhỏ đi hả? Cái nhỏ sao mà chọc được. Không, nó đi dĩa. Đi rồi. Tình hình anh em thu lưới là kết quả được con này cá. Thì mày nhỏ kiểu nó nhưng mà khó mà ăn. Khó thì ăn không? Đừng có chạy kiếm hại. Nó nhỏ giờ anh đi dĩa. Trời, tôi khó có mâm trâu rồi nè. Con ngựa to này anh kia bắt rồi hả? Chương trình anh em đi thả lưới bắt cá được bằng này nha anh em. Anh em thấy hay thì ủng hộ kênh tôi, comment chia sẻ cho rộng rãi nha. Dạ, phải đêm.